Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tác Phít Sinh chúng tôi xin giới thiệu tới tất cả các bạn một cây cần mang thương hiệu Gai. Vâng, và sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là một cây cần Gai lục mạch thần kiếm phiên bản bạc, độ cứng 5H, lực phân bổ 28i. Đó, một cây cần được rất là nhiều anh em biết đến với sự châu bò, bình dân và có chế độ bảo hành, và đi kèm với đó là cây cần được sử dụng những công nghệ tiên tiến của nhà máy. Đó, và vâng, cây cần thì đã được đặt trước màn ảnh của các bạn đây, thì các bạn có thể xem chiêm ngưỡng qua cây cần này. Hôm nay thật ra là anh em chúng tôi đang ở hồ câu cá sản, và lát nữa chúng tôi sẽ có những cái đoạn đánh cá. Và cá sản ở đây là cá rất là to, có những con cá chấm lên vài cân. Thì hôm nay chúng tôi sẽ thử đánh, và thật sự là vừa ra đến hồ, thời tiết không mưa nhưng mà ra đến nơi rồi, ra hết đồ rồi thì thời tiết lại đổ mưa, nhưng mà không sao, thời tiết mưa rất là mát mẻ nên chúng tôi vẫn quyết định ra đến nơi rồi vẫn review và quay những cái cảnh câu cá cho anh em xem nhá, để anh em cảm nhận được ở xa, cảm nhận được phần nào cái độ cong của cây cần đó. Vâng, và cây cần đó đây các bạn nhá. Cây cần này được sử dụng với vật liệu carbon là 46T của Nhật Bản và kết hợp với công nghệ rất là tiên tiến của nhà máy, đó chính là công nghệ Sonic. Và cây cần này được sử dụng với 8 lớp vải carbon xoắn lên nhau và với các góc độ khác nhau nên là tạo lên cho cây cần một cây cần rất là khỏe. Đó. Và chính vì thế nên là cây cần này có tới thông số tải tĩnh rất là cao và dòng cá rất là tốt, nên là cái cây cần này được rất là nhiều anh em ở bên Trung Quốc đã được ưa chuộng và sử dụng để đánh những con chấm đen. Thậm chí là người ta thích cái cây cần này vì cái độ lẩy của nó rất là tốt. Thì đấy là theo như em được biết ở bên họ báo thông số như thế, báo là độ lẩy rất là tốt. Và hôm nay em cũng ở hồ đây và em sẽ test thực tế khi mà dòng cá hay là khi mà đánh cá, sẽ anh em xem cùng xem cái độ lẩy nhá của cây cần. Đây em sẽ bóc cây cần ra cho anh em xem này. Cây cần được sơn một lớp bạc, màu bạc. Sơn một lớp màu bạc nhìn rất là khỏe, rất là nhã nhặn và khỏe. Đấy, và đặc biệt là nó sơn tất cả luôn, sơn cả gốc. Đó, đây là cái nắp đầu cần. Mặc nốt cái nắp đầu cần này ra. Ok. Đây. Đây các bạn có thể xem này. Đây. Gốc cần đây các bạn nhá. Đấy, gốc cần đây. Đó, lên đến chuôi cần. Chuôi cần thì được xăm những họa tiết rồng nổi và những chữ Trung Quốc nổi như thế này. Anh em khi mà sờ vào là sẽ cảm nhận được ngay. Đó, anh em khi sờ vào sẽ cảm nhận được ngay. Và họ đã phủ một lớp sơn sần ở dưới những cái lớp hoa văn họa tiết nổi này, để tạo cho anh em khi mà câu cá, khi cầm vào đây nó sẽ rất là chắc chắn, nếu mà anh em nào mà không sử dụng cái cao su khoắn tay cần. Đấy, còn nếu anh em sử dụng thì cái đoạn này nó cũng giúp cho một cái phần nào đó cái cao su khoắn tay cần quấn vào đây được rất là chắc chắn. Đó. Và cây cần mà tôi đang cầm trên tay đây đó chính là cây cần 3m9. Này. Các bạn có thể thấy là những cái logo này, đấy, thông số ở chỗ này họ đều là in chìm và phủ bóng lên. Đấy, để tạo cho cây cần được cái độ bền nhất định. Đấy, và không bao giờ gọi là bị sức sơn hay là bay tất cả, bay được màu hay là bay được chữ cái này, tại vì là ngoài này nó còn một cái lớp phủ bóng rất là dày. Đấy. Tiếp theo là một nước sơn bạc 3D cũng được phủ bóng lên. Nước sơn bạc 3D cũng được phủ bóng lên trên cây cần. Đó, và tạo cho cây cần một vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Ok, và bây giờ tôi sẽ tháo cây cần ra cho các bạn xem nhé. Đây. Đây, cây cần của chúng ta sẽ có như thế này. Đầu tiên là một cái ngọn có đầu xoay 360 độ. Đó, và ngoài ra khi các bạn mà sở hữu cây cần này thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái ngọn theo cần nữa. Và đây là một cái chính sách đãi ngộ rất là tốt của nhà máy Gai đã cho anh em dùng, người dùng, cho những khách hàng người dùng là tạo nên sự yên tâm, và chẳng may có gặp vấn đề là chúng ta sẽ có đồ thay thế ngay. Đó, một cái ngọn cũng xoay 360 độ. Đây các bạn xem này, hai ngọn như nhau. Đó, và ngoài ra thì cái chế độ bảo hành của cây cần Gai này rất là tốt, đó chính là toàn bộ lóng trong 2 năm thay 2 lần, có nghĩa là các bạn được thay 2 lóng trong toàn bộ lóng trong. Đấy, là rất là yên tâm, gặp bất kể là vấn đề gì đi nữa, nhà máy chỉ yêu cầu có hình ảnh
nếu mà có hình ảnh, có nghĩa là các bạn gặp vấn đề ở đâu, các bạn chụp kèm cái hình ảnh của cái lóng gặp vấn đề đó cạnh cây cần là nhà máy họ sẽ hỗ trợ anh em luôn. Và chắc chắn là hiện tại là tại kho của công ty chúng tôi là đã có những cái đồ để thay thế sẵn rồi, nên là các bạn cứ yên tâm đánh thoải mái. Ok, và đây là tất cả các lóng 2, lóng 3 này và tất cả các lóng tiếp theo. Thì tôi đã ra đến cái lóng thứ ba là lóng sát gốc của G39, thì các bạn có thể nhìn gần vào một chút đó, các bạn có thể nhìn thấy là những cái vòng carbon nó khoảng cách nhau chuẩn, rất là đều, và khoảng cách nhau này là 1 mm các bạn nhé, cực kỳ đều luôn, đều tam tắp luôn. Đấy, các bạn nhìn không, ánh sáng khi mà các bạn nhìn vào ánh sáng các bạn sẽ thấy ngay là rất là đều. Cái đều này nó sẽ giúp cho anh em là cái độ hoàn, cảm nhận được cái độ hoàn thiện của cây cần rất là cao, và hơn nữa là nó sẽ giúp cho anh em dòng món cá và cây cần nó sẽ phát huy hết tất cả các tác dụng. Đấy, cũng như độ lẩy và độ khỏe của cây cần. Thì những cái chi tiết nhỏ như là vải carbon cuốn lên nhau mà đều như này thì các bạn sẽ đánh cá sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Đó, đây, tôi sẽ cho các bạn xem cái độ lẩy của cây cần. Ok, và bây giờ tôi đã ra hết cây cần và tôi sẽ cho các bạn cảm nhận được cái độ lẩy của cây cần. Đó, các bạn khi mà các bạn tay và các bạn cầm xuống dưới đây này mà các bạn vẩy như này mà cái lực của cần nó xuống đến tận tay là cảm giác được cây cần rất là ok luôn và rất là ổn định. Đó. Đấy, và cây cần này độ cứng 5H. Và lát nữa tôi sẽ thử bay cá xem sao nha các bạn nhé. Lên hàng các bạn nhé. Đây là con chép rồi. Wow. Úi dồi ôi, con cá chấm cỏ các bạn ơi. Chấm cỏ các bạn nhá. Ôi con này rất là khỏe luôn đấy. Úi trời ơi, chấm cỏ to luôn. Chấm cỏ rất là khỏe luôn. Ok lỗi. Wow. Wow, khỏe quá. Wow, ok. Wow, phê luôn. Con chấm này được khoảng hơn 2 cân các bạn nhá. Khả năng cũng phải, con này cũng phải được hơn 2 cân, gần 3 cân đấy. Con này rất là to và chấm cỏ rất là khỏe. Và các bạn có nhìn thấy không, cái độ giữ dây của cái cây cần gai này rất là tốt. Và tôi đang đánh là trục 1 chấm và thẻo 06 carbon. Đó, ùa. Ngon chưa? Chấm cỏ quá tuyệt vời luôn. Đây, ăn đúng mồm này các bạn này. Đó, và con đầu tiên mà thành quả của cây gai. Rất là đẹp. Wow. Giữ dây rất là tốt các bạn nhá. Và đánh cảm giác rất là phê. Ok. Và cái mục đích của tôi ngày hôm nay là đi test cần, nên là cá tôi sẽ thả lại hồ.
Ồ, con cá này thật sự ngon thật. Ok. Ok thì như các bạn đã theo dõi thì video vừa tôi review và tôi đã câu thử cá. Thì đối với cá nhân tôi thì tôi cảm nhận cái con lục mạch thần kiếm bản bạc này rất là ok luôn. Và với tầm tiền của loanh quanh giá 1 triệu thì thật sự là chế độ bảo hành và kèm thêm là một tặng đọt nữa thì rất là tuyệt vời. Và chắc chắn là rất là nhiều anh em thích cái điều này. Và như các bạn đã thấy là vừa tôi dòng cá thì cây cần này giữ cá rất là tốt. Tôi chỉ dùng có thẻo trục 1.0 và thẻo 06 và cần 5H và con chấm khoảng gần 3 cân thì bắt rất là ok, rất là nhẹ nhàng. Đấy, không có gì vất vả cả. Và cái này cần 36. Đó. Thì cây cần này hiện tại bên cửa hàng chúng tôi đang có tất cả các size 36, 39, 45, 54 và 63. Đấy, 72 nữa. Vâng, và có thắc mắc gì thì các bạn vui lòng liên hệ với số hotline 0396908996 để được tư vấn tốt nhất. Đó, hoặc là 0911985588. Ok, thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.